Hello anh em, hôm nay anh em làm gì rồi? Dạo này mình có rảnh và có không rảnh nhưng mình vẫn không làm video phục vụ anh em cho nên mình xin phép gửi lời xin lỗi đến những anh em đã đợi sản phẩm video mới của mình. Để hiểu rõ hơn khó khăn trong việc xuất bản video mới của mình, anh em phải hiểu song song với việc chơi game thì mình còn nghiên cứu cả boxing, võ tự do và bộ môn thể thao nghệ thuật khác nữa. Vậy nên mục tiêu sáng tạo video của mình là muốn hướng tới giá trị thực tiễn cho người xem video của mình. Cho nên hôm nay mình sẽ làm video đại cương tổng quan về tổng hợp những kỹ thuật CQB căn bản để anh em có thể áp dụng được trong game và cả ứng dụng được thực tiễn ngoài đời nha anh em. Dưới đây sẽ là 10 kỹ thuật căn bản được sử dụng trong CQB từ tác chiến độc lập đến theo tổ đội, anh em đừng nhắm mắt nhé. 1. Clearing corner, quét góc, quân nhân phải học cách kiểm tra và quét góc một cách an toàn để đảm bảo không bị kẻ địch bất ngờ tấn công. 2. Room entry technique, kỹ thuật nhập cảnh phòng, các kỹ thuật như slicing the pie cho phép từ từ kiểm soát không gian một cách an toàn khi bước vào một phòng. 3. Peeing, đây là phương pháp mở rộng góc nhìn một cách từ từ, cho phép tiến vào phòng mà không lộ thân hình ra kẻ địch. 4. Flashpoint Control, kiểm soát điểm nổ, sử dụng các thiết bị như lựu đạn flashbang để làm lóa mắt và làm choáng kẻ địch trước khi nhập cảnh. 5. Quick pick nhấc nhanh, kỹ thuật nhấc nhanh bao gồm việc nhanh chóng xuất hiện và biến mất khỏi góc nhìn của kẻ địch để thu thập thông tin. 6. Toman Team Tactics, tái chiến thuật hai người, phối hợp giữa hai người để hỗ trợ lẫn nhau trong việc xử lý các mối đe dọa. 7. High low stack, trồng cao thấp, hai quân nhân đứng cạnh nhau, một người ngắm súng ở vị trí cao và người kia ở vị trí thấp, để tối đa hóa góc quét và bảo vệ. 8. Stealth Tactics, chiến thuật cầu thang, phương pháp tiếp cận và quét cầu thang an toàn khi di chuyển qua các tầng của tòa nhà. 9. Retreat and cover, rút lui và che chắn, biết cách rút lui khỏi tình huống nguy hiểm mà vẫn giữ được khả năng bảo vệ và tác chiến. 10. Use cover and concealment, sử dụng che chắn và ngụy trang, biết cách sử dụng môi trường xung quanh để che giấu và bảo vệ bản thân khỏi hỏa lực kẻ địch.